đi trệt, pha xử lý rất loạn choạng, loạn choạng em, thí tèo. Vừa cá tâm phát, Thọ Hồ nói nhấn quy là quay tự động mà sao không được? Không được anh. Thế thì anh phải inbox em này. Ôi anh Tato, tí em nghẹo. Lâu quá mà anh em không gặp nhau, tí em nghẹo với anh Tato luôn đấy. Nhát nam, sao đăng nhập vô đó được vậy anh? Em nhập vô đâu nhỉ em nhỉ? Thế thì cái này anh phải inbox em à. Ôi kìa, lag kìa. Tí đâm vào thân con đỏ luôn, và hay thật. Giật cả là mình anh em ạ. Trời, giật mình tí chết. Nhát nam, game á anh. Thì bạn cứ đăng nhập vào bạn chơi bình thường mà. Có nha chú Trung Sơn nha, cháu đang bắt con này để lên top 1 đây. Anh Tôn Ba Giang ơi, con kia nó nghẹo rồi. Toàn rồi là chị Mưa Mùa Thu. Liều quá anh em ạ. Đi pha liều quá. Các cụ bảo liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Anh gót này, từ từ anh gót à. Trần Nguyên, chào cọp. Hello người anh em Trần Nguyên nha. Ôi ôi. Hai con tí hôn nhau mà không con nào chết kìa. Con cháu cô Nguyễn Nga nha. Ngọc Linh tèo rồi à, không thể tốt à. Ngọc Linh ấy rồi, Ngọc Linh đi bơi rồi. Như ý võ, mép như anh. Mắp 4 nha bạn Nhi ý nhá. Ngọc Linh bảo thôi anh cọt ơi, em lóng quá đi bơi đây. Anh em mùa này anh em biết ở đâu vui nhất không? Anh em phải ra hồ bơi. Ra bể tắm hồ bơi. Đây, ngắm mấy em gọi là xinh tươi. Đấy, ngắm mấy em xinh tươi đi liều này. Thấy chưa? Tuần Ba Giang, top 1 hiện tại đi. Thôi nó giết em rồi, Tuần Ba Giang nó giết em rồi, còn cái lịt rồi. Nó kêu em luôn rồi. Ok, top 1 hiện tại luôn rồi. Chốt luôn nha, anh em đi tìm top 1 hiện tại anh em à, con này bút bẩn rồi. Thề, anh em mùa này anh em chỉ ra bể bơi thôi. Ra bể bơi. Vừa được tắm lại vừa được ngắm gái. Vừa được tắm lại vừa được ngắm gái. Vũ Thủy Linh, cọt biết bơi không em? Em có chứ chị, bơi ác người khác ấy. Trước bọn em chơi trước đợt trước em ấy này, còn đi tắm sông suốt ấy. Xong một lần em bị thủy đậu vì bệnh đi tắm sông ấy, xong lạ nguồn nước ấy. Đợt đấy em đi tắm sông ấy, xong rồi lạ nguồn nước ấy, xong rồi từ đợt đấy em sợ tắm sông luôn. Nhưng lâu lắm rồi không bơi, bơi từ bên sông này sang bên sông kia mà đợt đấy. Nhưng mà trước khi bơi anh em phải khởi động kỹ nha, đừng có xị nhảy xuống phát là chơi luôn là ấy đấy. Chết dở đấy. Ăn đi anh em à, ăn đi anh em à. Ăn đi anh gót, ăn đi. Xinh lắm, ăn đi anh gót, ăn đi. Đùa, ăn đi không con kia, ăn hết. Lúc đấy lại cãi nhau này anh em này, chuẩn bị anh em. Nguyễn Trung Sơn, làm huấn luyện viên bơi cho nữ thủ khoái cọt nhỉ. Mình bơi được nhưng mà để dạy người khác là hơi khó chứ ạ. Cọt thì cọt biết bơi nhưng mà dạy người khác bơi thì hơi khó. Ngày xưa trẻ con cứ bảo lẫn cho gọi là chuồn chuồn cắn rốn rồi biết bơi các kiểu. Có ai dạy đâu anh em. Sao Kim, tìm ông có